Có một câu bạn Lan hỏi là thầy tranh thủ giải đáp là mọi người cứ tranh luận đầu của người mất vào hướng đẹp hay hướng chân. À, đề như này, trong cái phần táng mà liên quan đến âm trạch, tự nhiên là đang dưới hồ sơ chút lại hỏi trong chị. Trong cái phần táng của âm trạch ấy, thì khi người ta đặt cái xương cốt vào trong quan tài thì đúng không ạ? Hay là đặt cái xác vào vào trong cái quan tài, hay là đặt cái bộ xương vào trong cái tiểu quách đúng không ạ? Thì khi cái bộ xương vào tiểu quách ấy, thì cái đầu nó lừ như này này, không phải nằm trên này nghe không? Anh chị nhìn đấy, lúc nào người ta kê cái cổ cho nó cao lên như thế này đúng không ạ? Thì khi cái cổ cao lên như thế này thì cái hướng của cái mắt của cái sọ ấy, hay là cái xác ấy nó nhìn về đâu thì người ta gọi đấy là hướng. Cho nên là cái đầu gối gọi là tựa vào, còn chân thì quay về, thì người ta gọi là đầu gối vào đâu thì chân đạp ở đấy thì gọi là tọa hướng. Chân hướng của huyệt hay hướng của lăng mộ là căn cứ vào cái điểm tọa tựa và của cái hướng đấy để xác định là tọa. Và cái mắt của đấy nhìn về thì gọi là hướng. Còn cái việc mà đầu đẹp hay hướng đẹp thì phải xem huyệt thế nào. Và thứ hai nữa là phải xem tuổi thế nào. Quan điểm về đẹp với xấu của anh chị với của tôi khác nhau. Cho nên ra là anh chị bảo là anh chị đặt cái bát trạch minh kính hay bát trạch minh cảnh, anh chị bảo là tọa hùng hướng cát, tọa cát hướng hung, tôi là tôi không dùng như thế. Và nên nghĩa là tôi nói là giống như là cái môn đấy là không phải là cái, nó là môn vỡ lòng về phong thủy. Cho nên là những cái câu chuyện về vỡ lòng mình không bàn luận, đúng không ạ? Thì bởi vì là phong thủy nó phải căn cứ vào rất nhiều thứ nữa, nó có phải sa sơn huyệt thủy chứng ngưng rồi long rồi mạch, sau đó lại còn năm người vận thì còn tuổi, sau đó người ta mới xác định được phân kim phân hướng. Chứ còn tọa cát hướng hung với tọa hung hướng cát thì những cái vỡ lòng đấy thì thôi. Anh chị hỏi các cái cao thủ hotline đang hot hot trên mạng này, người ta trả lời.